Thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo trong ngày 28 tháng 8, tiểu học là cấp học có tỷ lệ học sinh ra lớp cao nhất với tỷ lệ chuyên cần đạt trên 97%. Trong đó, một số địa phương có tỷ lệ chuyên cần đạt cao trên 98% là thành phố Lào Cai, các huyện Mường Khương, Simacai và Văn Bản. Cấp học trung học cơ sở toàn tỉnh có trên 62.000 học sinh, đến hết buổi sáng hôm nay đã có trên 57.000 học sinh ra lớp, tỷ lệ chuyên cần đạt 92,23%. Mầm non là cấp học có tỷ lệ chuyên cần thấp nhất trung bình là 85%, các địa phương có tỷ lệ thấp như văn bản 76%, Bắc Hà 81,3%. Trong tuần học đầu tiên các trường chưa học chính khóa mà tổ chức các hoạt động tập thể, học nội quy quy chế, rèn kỹ năng chuẩn bị cho năm học mới. Các nhà trường đang tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động học sinh đảm bảo tỷ lệ chuyên cần đạt cao ngay trong tuần học đầu tiên sau ngày khai giảng.